Nhật ký hạnh phúc, chương trình truyền hình hướng dẫn những bí quyết chăm sóc sức khỏe, cung cấp kiến thức về dinh dưỡng, y tế thông qua những câu chuyện tình huống hấp dẫn và các lời tư vấn từ những y bác sĩ hàng đầu hiện nay. Khi sản phụ đến khám thai thì sẽ được bác sĩ khám và tư vấn. Cái hộp môn tuyến giáp nó sẽ tác động lên rất là nhiều các cơ quan trên cơ thể của chúng ta. Có hai dạng vô sinh, đó là vô sinh nguyên phát và vô sinh thứ phát.